Mở đầu là phần tin thế giới. Iran bắt tàu chở dầu của Anh Quốc. Anh Quốc cho biết là Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu của họ ở vùng vịnh và yêu cầu Tehran phải thả hai tàu này nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Diễn biến mới nhất vừa kể đang tiếp tục làm leo thang căng thẳng trên tuyến đường vận chuyển dầu quốc tế quan trọng nhất thế giới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran xác nhận là họ đã bắt tàu chở dầu mang tên là Stena Imperial mang cờ của Anh Quốc khi con tàu này đang trên đường đi đến một bến cảng Arab Saudi. Giới hữu trách London cho hay là con tàu đã đột nhiên đổi hướng sau khi nó đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, còn một tàu chở dầu thứ nhì cũng mang cờ của Anh Quốc tên là Mazda đã chuyển hướng khi đang trong vùng vịnh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, truyền thông Iran nói là tàu Mazda không bị bắt mà chỉ bị cảnh cáo vì đã vi phạm những nguyên tắc quy định về an toàn và môi sinh. Con tàu này sau đó đã được cho phép tiếp tục hành trình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng cho biết là ông sẽ thảo luận với chính phủ Anh Quốc về diễn biến mới nhất này. Ông tuyên bố là hành động của nhà cầm quyền Tehran cho thấy họ đúng như những gì mà ông đã nhận định, đó là không có gì ngoài rắc rối. Quan hệ giữa Iran và phương Tây đang trở nên căng thẳng như dây đàn kể từ khi hải quân của Anh Quốc bắt một tàu chở dầu của Iran ở Gibraltar, một lãnh địa thuộc Anh ở Địa Trung Hải hôm 4 tháng 7 vì tình nghi là con tàu này đang chuyển lậu dầu đến Syria vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Âu. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Anh hứa là sẽ thả con tàu này nếu như Tehran cam đoan là con tàu không đưa dầu lậu đến cho chính quyền Damascus. Thế nhưng hôm thứ Sáu, tòa án tại Gibraltar đã đồng ý gia hạn tạm giữ con tàu thêm 30 ngày nữa mà không nêu lý do vì sao. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Iran cần phải ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Washington cần Tehran ngồi vào bàn đàm phán trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước ở vùng vịnh đã tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh chống khủng bố ở Buenos Aires, Argentina, Ngoại trưởng Pompeo đã lặp lại lời đề nghị của Tổng thống Trump sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông nói Tổng thống Trump đã nói rõ rằng chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành các cuộc đàm phán mà không cần các điều kiện tiên quyết. Phía Iran vẫn tiếp tục nói là họ sẽ đàm phán, nhưng chỉ khi nào Hoa Kỳ đồng ý làm một điều gì đó. Iran cần đến bàn đàm phán, đó là cách đúng đắn để giải quyết những thách thức này. Hôm thứ Sáu, cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh chống khủng bố ở Argentina, Ngoại trưởng Pompeo đã ban bố các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức Hezbollah liên quan đến vụ đánh bom một trung tâm cộng đồng Do Thái ở thủ đô Buenos Aires của Argentina vào năm 1994, khiến 85 người thiệt mạng. Hezbollah là lực lượng vũ trang đang chiếm quyền kiểm soát Lebanon được Iran hậu thuẫn. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang trao phần thưởng trị giá 7 triệu Mỹ Kim cho những ai cung cấp manh mối về nơi Salman Rauf Salman đang trú ẩn. Salman bị cáo buộc là nghi can đã giúp lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Argentina. Lệnh trừng phạt sẽ phong tỏa tất cả mọi tài sản của Salman ở Mỹ và cấm công dân Mỹ không được giao dịch với đương sự. Tổng thống Trump tuyên bố ông tin chắc rằng Hoa Kỳ đã bắn hạ phi cơ không người lái của Iran. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông tin chắc rằng Hoa Kỳ đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Iran ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này hôm 18 tháng 7, sau khi Tehran tung ra những bằng chứng bác bỏ tuyên bố của Washington. Tổng thống Trump cũng cho hay là Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đáp trả những hành động khiêu khích khác của Tehran. Một quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ có đầy đủ bằng chứng rất rõ ràng rằng con tàu Boxer của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Tehran. Video về vụ này có thể sẽ được Ngũ Giác Đài sớm công bố. Thế nhưng Iran hôm thứ Sáu phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Hải quân Hoa Kỳ đã tiêu diệt một trong những máy bay không người lái của nước này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng tất cả những phi cơ không người lái của họ đều được điểm danh. Họ cũng công bố những hình ảnh mà chiếc phi cơ không người lái đã ghi lại được mà ông Trump trước đó đã khẳng định là đã bị một tàu chiến của Hải quân bắn hạ. Những hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình quốc gia của Iran cho thấy là chiếc phi cơ không người lái này đã thực hiện sứ mệnh thường kỳ của nó khi mà tàu USS Boxer của Hải quân Hoa Kỳ đang di chuyển tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran khẳng định là chiếc phi cơ không người lái đã gửi những hình ảnh trước và sau thời điểm mà ông Trump tuyên bố là nó đã bị bắn hạ. Chiếc máy bay được báo cáo sau đó đã quay trở lại căn cứ một cách an toàn. Bản tin của đài truyền hình quốc gia Iran nói là họ trưng ra bằng chứng này nhằm bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải tranh chấp giữa Nhật Bản và Nam Hàn. Tổng thống Donald Trump đã đề nghị giúp làm giảm căng thẳng trong các tranh chấp chính trị và kinh tế giữa Nhật Bản và Nam Hàn, vốn đang leo thang hết sức căng thẳng. Washington trước giờ hiếm khi công khai dính vào tranh chấp giữa hai nước đồng minh lớn nhất của mình ở châu Á,
Nhưng lần này ông Trump cho biết Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã ngỏ lời nhờ ông can thiệp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump kể, ông ấy nói với tôi rằng hai nước có rất nhiều xích mích đang diễn ra, chủ yếu liên quan đến thương mại. Phía Nhật có một số điều mà Nam Hàn muốn và ông ấy nhờ tôi can thiệp. Vì vậy nếu cả hai phía đều muốn thì tôi sẽ giúp. Việc này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng tôi thích cả hai nhà lãnh đạo của hai nước. Hãng Thành đang phản đối các biện pháp của Tokyo nhằm siết chặt kiểm soát đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao sang Nam Hàn, nói rằng hành động này có thể tác động đến các nhà sản xuất Nam Hàn và nguồn cung điện thoại thông minh và màn hình của toàn cầu. Ngoài ra, hai nước cũng đang tranh cãi nhau về các phán quyết của tòa án Hãng Thành đòi các công ty Nhật bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời bán đảo Triều Tiên còn là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945. Hôm thứ Sáu, nhà ngoại giao của Nhật là ông Taro Kono đã triệu đại sứ Nam Hàn là Nam Won Pyo đến để cáo buộc Hãng Thành vi phạm luật quốc tế khi từ chối tham gia hội đồng trọng tài nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước về vấn đề này. Cuộc họp giữa nhị vị diễn ra trong bầu không khí mang tính đối đầu. Các quan chức thương mại Hãng Thành cảnh báo Nhật Bản có thể có kế hoạch loại Nam Hàn ra khỏi danh sách trắng, bao gồm các nước bị hạn chế thương mại tối thiểu. Tập đoàn Samsung đã gửi thư cho các đối tác hối thúc họ dự trữ nhiều phụ tùng của Nhật trong trường hợp Tokyo tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Hoa Kỳ chỉ trích Trung Cộng đã làm ngơ lời đề nghị lập cơ chế đối thoại về Biển Đông. Một viên chỉ huy quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh là khoa trương sức mạnh để giành chủ quyền Biển Đông và làm ngơ đề nghị của Mỹ, đề nghị thiết lập một cơ chế liên lạc để giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm dẫn tới xung đột trên Biển Đông. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado vào hôm 18 tháng 7, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson đã khuyến cáo thế giới nên thận trọng về sự bành trướng quân sự đang tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Đô đốc Davidson cho biết là Washington và Bắc Kinh đang tiếp tục một cuộc đối thoại ở cấp quân sự. Tuy nhiên, theo ông, còn cần một cơ chế liên lạc tránh khủng hoảng để giảm nguy cơ tính toán sai lầm. Ông nói, Hoa Kỳ bấy lâu nay vẫn để ngỏ yêu cầu Trung Quốc mở đường dây liên lạc nhằm tránh khủng hoảng giữa Bộ Tư lệnh Miền Nam của Hoa Kỳ, vốn chịu trách nhiệm xử lý vấn đề Biển Đông, với Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của Trung Quốc. Thế nhưng họ chưa hồi đáp. Ông khẳng định là cam kết của Washington sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại vùng biển đang tranh chấp ở Đông Nam Á và rằng Hoa Kỳ có mặt trong khu vực này không phải để đòi chủ quyền mà là nhằm giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ông cũng nhắc nhở cộng đồng quốc tế là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng Ngụy Phụng Hòa trong bài diễn văn tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng trước đã lên tiếng binh vực việc quân sự hóa các bãi cạn trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông là hành vi chính đáng của Bắc Kinh. Họ Ngụy cũng tuyên bố là châu Á không phải là của người Á Châu mà là của người Trung Quốc. Hoa Kỳ lo sợ khu nghỉ mát ở Campuchia biến thành căn cứ của Trung Cộng. Dara Sakor, siêu dự án đầu tư khổng lồ 3,8 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc tại tỉnh Koh Kong thuộc Cambodia, không giống như bất cứ dự án nào ở Đông Nam Á. Khu đất này rộng hơn 45.000 ha, chiếm đến 20% đường bờ biển của Campuchia và bị kiểm soát bởi một công ty Trung Quốc theo hợp đồng cho thuê 99 năm. Họ lên kế hoạch xây phi trường quốc tế, cảng nước sâu, nhà máy điện, nhà máy xử lý nước, bệnh viện và một khu nghỉ mát. Quy mô của Dara Sakor khiến cho Hoa Kỳ lo ngại là khu nghỉ mát này sẽ là một phần trong kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân của Bắc Kinh ở Campuchia. Dự án phi trường mới ở Dara Sakor dự kiến có công suất 10 triệu khách một năm, gấp đôi phi trường Phnom Penh, trong khi toàn tỉnh Koh Kong thì chỉ có khoảng 150.000 khách quốc tế hồi năm ngoái. Giới quan sát đặt câu hỏi, vậy xây phi trường quy mô như thế để làm gì? Cảng nước sâu cũng không hợp lý về phương diện du lịch, nó có thể biến thành căn cứ hải quân chỉ trong một đêm. Một quan chức Hoa Kỳ nhận định sự hiện diện hải quân ở đây sẽ mở rộng dấu chân chiến lược của Trung Quốc ở Đông Nam Á, giúp Bắc Kinh kiểm soát Biển Đông và các tuyến hàng hải trong khu vực. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều này. Hồi năm ngoái, Phó Tổng thống Mike Pence đã gửi thư cho Thủ tướng Hun Sen nêu quan ngại về việc Phnom Penh đang có kế hoạch tiếp nhận khí tài Trung Quốc ở căn cứ hải quân Riem gần Dara Sakor. Đáp lại thì Thủ tướng Hun Sen gọi tin đồn về căn cứ của Trung Quốc là sự thật bị bóp méo và khẳng định Campuchia khước từ mọi sự hiện diện quân sự của nước ngoài cũng như bất cứ sự cạnh tranh nào có khả năng đẩy Campuchia vào một cuộc chiến thêm lần nữa.
Tổng thống Donald Trump nói là Hoa Kỳ đang nỗ lực vận động để Thụy Điển phóng thích rapper A$AP Rocky. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đang nỗ lực vận động để rapper A$AP Rocky được Thụy Điển trả tự do. Một tòa án Thụy Điển đã phê chuẩn yêu cầu của công tố viện xin gia hạn tạm giam Rocky thêm 6 ngày nữa để họ có thêm thời gian thu thập chứng cứ điều tra liên quan tới một vụ ẩu đả trên đường phố ở thủ đô Stockholm. Ông Trump nói là chúng ta đã bắt đầu thảo luận với họ. Ông nói ông không biết gì về rapper rocker này, tên thật là Rakim Mayers, nhưng đệ nhất phu nhân Melania Trump đã kể với ông về sự việc. Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Carl Rich đã lên đường đi Thụy Điển và đã gặp ông Mayers tại nhà tù ở Stockholm. Theo dự kiến thì ông sẽ có một cuộc hội đàm về vấn đề này với đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp của nước chủ nhà. Anh Rakim Mayers đã bị bắt vào ngày 3 tháng 7 cùng với vệ sĩ và hai thành viên khác trong đoàn tùy tùng của mình, bị cáo buộc là có liên quan tới một vụ ẩu đả với hai thanh niên lạ mặt trên một con đường ở ngay trung tâm thủ đô Stockholm. Trước khi bị bắt, anh Mayers đã đăng một đoạn video lên tài khoản Instagram của mình quay lại vụ ẩu đả. Trong đoạn video thì anh Mayers cáo buộc hai thanh niên kia đã đi theo anh và đoàn tùy tùng của mình để kiếm chuyện, còn anh nói là mình không muốn rắc rối gì cả. Trong phiên tòa sau đó hôm 5 tháng 7, quan tòa ở Thụy Điển đã ra lệnh tạm giam anh Mayers thêm 2 tuần lễ đến ngày 19 tháng 7, và nay lệnh tạm giam lại được tiếp tục gia hạn thêm 6 ngày nữa. Sự việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Hơn 600.000 người đã ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi chính quyền Thụy Điển phóng thích chàng ca sĩ. Cựu tổng thống Peru bị bắt tại Hoa Kỳ và không được cho bảo lãnh tại ngoại. Cựu tổng thống Peru Alejandro Toledo bị xem là có nguy cơ bỏ trốn cao và do đó đã không được một tòa án ở California cho đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra, mà phải tiếp tục bị tạm giam trong lúc chờ được dẫn độ về lại Peru, là một quá trình có thể kéo dài cả năm trời. Ông Toledo, người đã bị bắt hồi đầu tuần này ở California theo yêu cầu của Peru, đã ra tòa hôm thứ Sáu mặc bộ đồng phục tù nhân màu đỏ. Ông đang bị chính quyền Lima yêu cầu được dẫn độ về lại Peru như một phần của cuộc điều tra tham nhũng. Ông Alejandro Toledo, người từng giữ chức tổng thống Peru từ năm 2001 đến 2006, đã bỏ trốn khỏi nước sau khi bị cáo buộc nhận 20 triệu Mỹ Kim từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil để giúp cho công ty này thắng thầu các hợp đồng xây cất trị giá lên đến nửa tỷ Mỹ Kim. Đầu năm 2017, Tổng thống Pedro Kuczynski đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump xem xét việc dẫn độ ông Toledo. Đến tháng 2 năm 2017, tòa án ở Peru đã ban hành lệnh bắt giữ ông Alejandro Toledo vì nghi ngờ ông đã nhận hối lộ từ công ty Odebrecht. Đến tháng 2 năm 2018, chính phủ Lima đã chính thức yêu cầu dẫn độ ông Toledo từ Hoa Kỳ về nước. Và đó là các bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Thêm một thành phố biên giới nữa của Mỹ sẽ giải quyết đơn xin tị nạn các di dân bị trả về lại Mexico. Hôm thứ Sáu, Bộ Nội an Hoa Kỳ loan báo là thành phố Brownsville, tiểu bang Texas sẽ là thành phố thứ 5 của Mỹ giải quyết những hồ sơ xin tị nạn của người tị nạn và di dân bị trả về bên kia biên giới Mexico trong khi chờ được xét duyệt. Phát ngôn nhân của bộ này cho biết là Bộ Nội an phối hợp với chính phủ Mexico trong vấn đề này và dự đoán là những trường hợp trả lại Mexico đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong ngày 19 tháng 7. Chương trình Migrant Protection Protocols, viết tắt là MPP, hay còn gọi là chương trình ở lại Mexico, được áp dụng cho tất cả những người muốn xin tị nạn nói tiếng Tây Ban Nha ngoại trừ dân Mexico tại các cửa khẩu biên giới. Theo đó thì những ai xin tị nạn tại Mỹ sẽ bị trả về bên kia biên giới trong khi chờ hồ sơ của họ được duyệt xét. Trước Brownsville, bốn thành phố biên giới khác của Hoa Kỳ đã áp dụng chương trình này bao gồm San Diego và Calexico của California và El Paso và Laredo của Texas. MPP là một trong số ít những chương trình di dân do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng mà tòa đã cho phép xúc tiến, trong khi một vụ kiện đòi chặn chương trình này cũng đang được tòa xem xét. Nhưng thẩm phán liên bang đã chặn những biện pháp khác để hạn chế người xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico cho đến khi các vụ kiện được đưa ra xét xử. Tổng thống Trump tiếp tục công kích nữ dân biểu Omar. Tổng thống Donald Trump tiếp tục công kích bốn nữ dân biểu da màu bên đảng Dân Chủ, những người mà trước đó ông đã mắng là nên cút xéo trở về nguyên quán. Trong bốn vị này, ba vị sinh ra ngay tại Mỹ, còn vị thứ tư, cô Ilhan Omar, sinh quán ở Somalia nhưng đã theo cha mẹ tị nạn ở Mỹ từ khi còn bé. Trong một cuộc tập họp hôm 18 tháng 7 tại North Carolina của Tổng thống Trump, những người ủng hộ ông đã hô to câu đuổi cô ta về nước, tiếp tục khiến cho dư luận dậy sóng. Hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, khi được một phóng viên hỏi về vấn đề này, Tổng thống Trump đáp,
Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể thù ghét đất nước chúng ta. Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể phát biểu những điều bài Do Thái. Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể gọi đất nước và người dân chúng ta là rác rưởi. Hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, khi được một phóng viên hỏi về vấn đề này, Tổng thống Trump đáp: Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể thù ghét đất nước chúng ta. Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể phát biểu những điều bài Do Thái. Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể gọi đất nước và người dân chúng ta là rác rưởi. Tôi không vui khi một nữ dân biểu có thể tuyên bố tôi sẽ trở thành cơn ác mộng của Tổng thống. Cô ta may mắn được ở vị trí như hôm nay. Những điều mà cô ta nói là một nỗi ô nhục đối với đất nước chúng ta. Cô Omar cùng với các nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib và Ayaan Presley được xem là bốn nhà lập pháp cấp tiếng và là những tiếng nói chỉ trích gay gắt đối với ông Trump. Cũng hôm thứ Sáu, nữ dân biểu Ocasio-Cortez đã đáp trả Tổng thống bằng một dòng tweet nói rằng Đảng Cộng Hòa đã muốn đuổi chúng tôi về, trở về sự bất công, trở lại sự phủ nhận khoa học, trở lại thời điểm phụ nữ cần sự cho phép của đàn ông, trở lại thời kỳ kỳ thị chủng tộc. Nhưng chúng tôi sẽ không quay về. Chính quyền Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa là sẽ không bồi hoàn nhiều triệu Mỹ Kim chi phí cứu hỏa cho California. Vụ tranh cãi giữa chính quyền của Tổng thống Donald Trump và các cơ quan cứu hỏa của California về việc bồi hoàn hàng triệu Mỹ Kim đã kết thúc với việc là đôi bên đồng ý sẽ vẫn giữ nguyên thỏa thuận hợp tác hiện hữu. Trước đó, thì giới hữu trách California đã làm thủ tục yêu cầu Bộ Lâm nghiệp liên bang bồi hoàn 72 triệu Mỹ Kim chi phí cứu hỏa đối với những vùng đất thuộc liên bang trong các vụ cháy rừng hồi năm ngoái. Những đám cháy đó bao gồm vụ hỏa hoạn Camp Fire tháng 11 năm 2018 khiến cho 85 người chết và vụ cháy Carr vào mùa hè khiến một lính cứu hỏa Redding và 7 người khác thiệt mạng. Tổng số tiền bồi hoàn được tính dựa trên tiền lương trung bình, tiền làm thêm giờ phụ trội và những chi phí khác cho tất cả các nhân viên cứu hỏa tham gia vào nỗ lực ứng cứu. Theo thỏa thuận giữa liên bang và tiểu bang có hiệu lực trong giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump nói là họ không đồng ý với cách tính toán theo kiểu này và dọa sẽ giữ lại khoảng 9 triệu Mỹ Kim. Nay thì theo một thỏa thuận mới nhất vừa được công bố hôm đầu tuần, California sẽ tiếp tục với cách tính toán chi phí như hiện tại. Theo ước tính thì chỉ riêng vụ hỏa hoạn Camp Fire là vụ cháy rừng gây tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử tiểu bang về nhân mạng cũng như là tài sản, thiệt hại đã lên đến hơn 11,4 tỷ Mỹ Kim. Một công dân Hoa Kỳ ở New York bị truy tố là xạ thủ bắn tỉa của IS. Các công tố viên liên bang đã khởi tố một người đàn ông ở New York vì đã chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm phiến quân IS ở Syria trong vai trò huấn luyện viên về vũ khí. Ruslan Maratovich Asanov, 42 tuổi, một công dân Mỹ gốc Kazakhstan, bị buộc tội hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố, bao gồm huấn luyện cho các binh sĩ khủng bố và chiêu mộ tân binh. Theo cáo trạng của công tố viện, vào tháng 12 năm 2013, Asanov đã đi đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó sang Syria, nơi anh ta gia nhập hàng ngũ của IS. Y trở thành xạ thủ bắn tỉa và sau đó được giao nhiệm vụ huấn luyện viên về vũ khí cho các chiến binh. Trong một lần giao tranh, Asanov đã bị lực lượng dân chủ Syria bắt giữ và sau đó bị chuyển lại cho FBI. Theo cáo trạng của công tố viện, các cáo buộc chống lại Asanov một phần dựa trên những sự liên lạc thường xuyên của đương sự với một mật vụ nằm vùng làm việc cho tia cảnh sát New York trong suốt giai đoạn từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015. Cũng theo cáo trạng, Asanov đã cố gắng dụ dỗ lôi kéo mật vụ này làm việc cho các hoạt động truyền thông của IS, cũng như đã yêu cầu anh ta đóng góp khoảng 2.800 Mỹ Kim tiền mua vũ khí. Một bản tin hy hữu, một người đàn ông tay không leo từ tòa nhà 19 tầng lầu xuống đất khi xảy ra hỏa hoạn. Một người đàn ông đã bám vào ban công và tụt xuống từng tầng lầu một, tổng cộng ít nhất là 15 tầng khi cả tòa chung cư cao 19 tầng này bị bốc cháy. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 7 tại tòa chung cư ở West Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, khiến cư dân cả tòa nhà được lệnh phải di tản khẩn cấp. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ phát hiện ra một người đàn ông đang tìm cách thoát hiểm bằng cách là leo từ trên tòa nhà xuống đất mà không sử dụng bất cứ dụng cụ an toàn nào cả. Đoạn video cho thấy là người này trèo xuống qua các ban công và lan can của từng tầng cho đến khi xuống tận mặt đất một cách an toàn. Nhiều người đứng ở dưới lo lắng lao đến giơ tay giúp đỡ nhưng anh chàng đã may mắn không hề hấn gì cả.
Vụ cháy được cho là khởi phát từ máy ép rác ở tầng thứ tư của tòa chung cư. Giới hữu trách cho hay là tổng cộng 4 người dân và 2 cảnh sát viên đã được đưa đến bệnh viện nhưng không có thương vong nghiêm trọng nào cả. Về nhân vật bí ẩn được truyền thông đặt tên là Spider-Man, hiện tại vẫn chưa rõ đương sự có phải là cư dân của tòa chung cư hay là không. Và quan trọng hơn cả là tại sao anh ta lại phải di tản một cách thoát tim như là trong phim đến như vậy. Sang qua các bản tin địa phương tại quận Cam, thì một cảnh sát của thành phố Santa Ana bị tố là quan hệ tình dục ngay trên xe tuần tra giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy cảnh sát thành phố Santa Ana cho biết đã mở một cuộc điều tra nội bộ sau khi một đoạn video được công bố cho thấy một viên cảnh sát dường như đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục trên xe tuần tra. Đoạn video được Orange County Weekly đăng lên YouTube vào hôm thứ Năm. Tờ báo nói rằng sự việc xảy ra hôm 10 tháng 4 vào khoảng 2 giờ trưa trong chiếc xe tuần tra số 31 của ti cảnh sát Santa Ana đang đậu gần một đường rầy xe lửa. Bản tin nói rằng viên cảnh sát khi đó đã đuổi hết những người vô gia cư trong khu vực này đi chỗ khác, rồi đậu xe dọc theo hàng rào của một cơ sở thu mua ve chai là The Island Company Recycling Facility trong khu nhà số 2500 đường Main Street, tức là đoạn giữa đường Warner và Dyer. Một supervisor của cơ sở này cho biết đoạn video không phải là do nhân viên của hãng này quay được. Trong đoạn clip dài chỉ có 29 giây được công bố, hình ảnh không rõ nhưng có vẻ như một người mặc đồng phục cảnh sát ngồi ghế tài xế đang thực hiện hành vi tình dục. Và dường như còn có thêm một người thứ hai trong xe. Tờ Orange County Weekly cho biết là họ có toàn bộ đoạn video được thu từ điện thoại nhưng không rõ liệu cảnh sát Santa Ana có được toàn bộ đoạn clip này hay không. Phát ngôn viên tại cảnh sát là Hạ sĩ Anthony Bertagna xác nhận là chúng tôi đã biết về đoạn video được công bố bởi một phương tiện truyền thông và đang tiến hành điều tra nội bộ. Chính sách của thành phố là không bình luận về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nhân sự. Sau qua những bản tin khác vui vẻ hơn, ngày mai Chủ nhật 21 tháng 7 sẽ là ngày kem quốc gia National Ice Cream Day, một truyền thống đã được thiết lập trong suốt 35 năm qua. Năm 1984, cố tổng thống Ronald Reagan khi đó đã chọn ngày Chủ nhật thứ 3 của mỗi tháng 7 sẽ là ngày National Ice Cream Day. Trong ngày này thì nhiều hãng kem, siêu thị và các nhà hàng trên toàn quốc sẽ có những chương trình giảm giá và tặng quà đặc biệt. Và sau đây là một số những chương trình khuyến mãi trong năm nay. Tiệm Baskin Robbins, hai hộp kem một quart bất kỳ loại nào sẽ có giá chỉ có 7.99 đồng trong ngày Chủ nhật mà thôi. Tiệm Cold Stone Creamery, những khách hàng nào ghi danh vào chương trình My Cold Stone Club Rewards sẽ nhận được coupon mua một tặng một. Tiệm Creamistry, khách hàng nào mua bất cứ loại kem nào cũng sẽ nhận được một viên kem Ruby Cacao miễn phí. Tiệm Dairy Queen sẽ có ưu đãi mua một tặng một trên ứng dụng điện thoại di động. Tiệm Godiva, và khách hàng mua một ly kem hay một que kem, món thứ nhì sẽ được giảm 50%. Tiệm Yogurtland cũng có chương trình mua một tặng một nhưng chỉ từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật mà thôi. Nhãn hiệu kem Hello Top sẽ tặng hàng ngàn cây cà rem Hello Top Pops miễn phí cho khách hàng. Hãng Nestle thì có chương trình mua một scoop kem được scoop thứ nhì miễn phí. Và chương trình này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết tháng 7. Siêu thị Publix sẽ tặng khách hàng đi chợ những sample ice cream miễn phí từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối. Siêu thị Home Foods sẽ giảm giá cho tất cả sản phẩm ice cream 35% từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 7 cho những khách hàng nào là Prime Members. Còn các nhà hàng thì sao? Nhà hàng Johnny Rockets có chương trình tặng khách hàng một ly milkshake miễn phí khi họ mua bất cứ một món khai vị nào. Nhà hàng Longhorn Steakhouse có món đặc biệt là Steak and Bourbon Ice Cream với giá 3.99 đồng. Và ngay cả tiệm PetSmart cũng có ice cream miễn phí dành cho chó. Xin được lưu ý là những chương trình giảm giá đặc biệt vừa kể có thể thay đổi và có giới hạn. Để chắc ăn, quý vị nên gọi các tiệm và hỏi trước khi đến.